tên gì anh bạn? À, công việc làm ổn định rồi, đi xuống phải qua một con suối gì mà cũng chịu đi làm. Chịu tất cả. Bên này nhiều hộ không? Bên này thì nhiều hộ có đất nhưng mà. Cái giật mà nhưng thôi đây nào. Ok, mà phải. Kiên nhẫn chiều tất cả mọi thứ đi. Nó phải ở nước ở trên cao nó đổ xuống chứ. Bây giờ có đó hả? Còn nước không? Có. Vì ngôi nhà này dày ra mà. Thì vận chuyển lắp đặt có khoảng 10 triệu cửa này không? Cái gì đây? Đây là cà phê gối. Gối hả? Busta. Cái uống cà phê của người Việt mình này. Quen uống kiểu đậm đặc, đặc chát. Ở đây có cái đó chưa? Có, chưa. Có một người rồi. Tối đa là 7 triệu đúng không? Không. Ghê cái đội thông rất là đẹp. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Bơm Hành. Hôm nay mình đang có mặt tại gần thác Bảo Đại của Bảo Lộc Lâm Đồng các bạn. Để chuẩn bị lắp còn inverter 3kg, 1 tấm pin nha bạn. Đường lên kinh khủng quá các bạn ơi. Đây. Không thể nào mà chạy xe được, chỉ có nước đi bộ thôi. Rảnh hú voi được không? Đây là cái cảnh đi sang sông bên kia lắp mà. Lúng không? Hả? Lúng không? Cái này nè, xe này lúng không? Thôi anh ạ, chắc là thế này cầm. Anh Minh hỗ trợ em lắp nhá, không có tiền nữa được. Tại vì bạn này hôm nay bạn này không có thang mà trèo lên cái mái cũng không dễ. Thôi thì anh cho giúp em. Lỡ đi cái đường kia khó quá rồi. Chủ yếu là bây giờ nè, làm sao em leo lên trên mái được, anh đưa lên là nắm kéo lên được rồi. Không khó đâu. Trời ơi, kinh khủng. Lắp ở múc bên cái nhà cao cao đó hả? Ôi ơi. Anh tên gì anh bạn? Tuấn Anh. Tuấn Anh hả? Tuấn Anh này vượt khó này các bạn ơi, từ bỏ công việc làm ổn định này, đi xuống về rừng. Cái con đường đi kinh khủng thật, trên kia không cầm điện thoại được để quay. Không có đường đi luôn, phải qua một con suối gì mà cũng chịu đi làm. Chịu tất cả, chỉ có trượt tí thôi. Đừng lật ngược nha bạn. Cầu qua đây hả? Bên đây nhiều hộ không? Cầu treo ấy. Bên đây sau nhiều này, hộ không? Bên này thì nhiều hộ ở hết rồi. À có đất nhưng mà có mỗi chúng tôi ở thôi, chứ quay ở. À, đất thì nhiều, đất rẫy thì nhiều nhưng mà. Sau này người ta mua hết ở bên này, đất rồi thì người ta lại sang bên này ta mua. Vài hộ góp tiền nhau là mình treo rồi. Chẳng lẽ ai cũng mua cái thuyền. Đọc thế. Kiểu này khỏi bơi ha. Nhà anh Tuấn Anh này ở trường múc trên đồi các bạn. Nhìn qua bên nhìn qua đây nhất nhìn đẹp này. Đi lên nhà thì đẹp lắm. Này đi qua quên cầm cái máy quay rồi nên nó hơi cờ giật các bạn. Điện thoại này nó không chống rung. Đây là cà phê sản phẩm của anh Tuấn Anh làm đây. Quà tặng của anh ấy đây. Thơm đấy. Này tự sáng nay mình tự gan à. Để
bảo là lắp cái này phải đảm bảo là chạy được cái máy rang cà phê. Ok, mà phải mang theo để thử luôn kìa mới hay. Không mang theo gì cả. Thả xuống nhé. Bây giờ bị vướng vô trong kia. Điện thoại. Sao em? Ừ. Bây giờ kiếm cây mình đẩy ra, bây giờ vướng cái này rồi. Cái cặp bến này, phải vượt qua cái đám rừng Ma Dương này các bạn. Thì mới lên được tới trên đây, mình phải leo lên một đoạn nữa. Tới trên đỉnh đồi trên kia. Mới lên đây mình đuối. Chờ mấy anh em. Chờ Tuấn Anh cộng với anh lái xe cài, Vinh Tâm Minh lên. Vượt trong Ma Dương đấy. Đi vượt ngàn cái khó khăn mới tới được cái ngôi nhà của anh Tuấn Anh đây. Đây là một tấm pin mình mới vừa cố định xong các bạn. Pin 450W nha các bạn. Kế bên đây là một cái cả hồ, nhìn view rất là đẹp các bạn. Đây. Nãy mình nhờ vượt cái cả hồ dưới đó đó. Mà trời thì mưa nữa. Thử thách lòng kiên nhẫn của chủ nhà của ông thời điểm. Thôi mình tự uống kèo xuống này, mưa quá thôi to rồi. Đây là mình vừa lắp xong bộ độc lập con inverter 3kg sạc là 60A, con này có thể xài 3 tấm pin được nha. Mang cái CB và hạt bình điện 220 cho anh này bỏ phố về rừng đây. Đấy mà. Chân dung của anh vận động viên bỏ phố về rừng, tài chính ngân hàng đấy. Vừa là vận động viên mà vừa là tài chính ngân hàng luôn hả? Ghê. 15 năm làm này, 15 năm không, 5 năm tài chính ngân hàng. Ghê, bỏ về đây làm. Chính anh là nông dân nhưng mà rất tự tin và sẽ làm được. Rất tự tin luôn. Ghê các bạn. Thiếu tất cả mọi thứ thì thừa thì muốn tự tin. Ở đây không thấy cái gì để test được à? Có đồ điện, chưa có đồ điện. Chưa mang gì đó hả? Bên kia là cái đồ thông. Ủa rồi cái thác Bảo Đại là nằm đâu? Bảo Đại à, chỗ cao cao hả? Ủa cao rồi nước ở đâu mà nó đổ đó? Vòng mà, cái hồ nó vòng. Hồ vòng à. Nó phải ở nước ở trên cao nó đổ xuống chứ. Bây giờ còn có thác hả? Còn nước không? Có. Bây giờ còn nước vẫn chảy hả? Sao mình ở gần lát thác? Lát chạy qua thác. Mà mình không nghe tiếng thác kêu. Lát chạy qua mình. Đây là thiết kế của anh Tuấn Anh các bạn. Ngôi nhà 10 triệu. Ngôi nhà này dày đâu mà có 10 triệu bạc thôi bạn ơi. Quá bất ngờ. Quá rẻ luôn á. Tiền vận chuyển lắp đặt nữa khoảng 10 triệu nữa là 2 chục. Cái công này nhìn xuống đã ha. Mình làm nguyên bản thì nó không có cửa như này đâu. Mình làm cửa để cho nó thoáng, nhìn từ đối thông cái đối thông. Xong mình không làm cái sân cái giống như cái gì là lan can cái là có. Làm cái lan can để mình nguyên bản là nó có cái ban công ở đây này. Cái ban công đó, đúng rồi. Nhưng mà cái hướng này nó bị mưa hắt là mình sợ là nó bục cái ban công đấy, nó bục vô trong nhà. Mình làm cái ban công để mình đi ra mình đứng vào buổi chiều sáng rồi. Nhìn đấy, nó sẽ hay hơn chứ. Cái ban công ở đây này. Ừ. Đây là của cái nhà này, nó thò dài ra đây trong là ban công đấy. À. Cái hướng này nó hắt quá, mình để nó sẽ bục thì đấy rồi nó bục vào nhà. À. Tôi đang bỏ đi. Đây cà phê gì giống gì đây? Tôi đây cà phê vối. Vối hả? Robusta, cao sản. Cao sản này thì sản lượng nó cao nhưng mà trái thì chất lượng nó không được tốt lắm. Thì sau này mình nguyên bản ở đây là người ta trồng cà phê chè Arabica thì cái đấy chất lượng cao nhưng mà năng suất vì bài toán năng suất thôi là người ta lại chặt đi hết. Cà phê chè thì khó hái hơn, còn cà phê vối này thì người ta cứ trải bạt ở dưới xong rồi tuốt cái là xong. Thì hái lựa quả một thì là mệt. Sau này mình sẽ trồng nhiều giống khô. Trồng nhiều giống khác vô hả? Tính tương lai đến trồng giống gì? Có cà phê chè rồi là ở đây có một cái cà phê gọi là cà phê mít. Cà phê mít hả? Nó cao như cây mít ấy.
À. Ờ, nhưng mà trái của nó rất ngọt và thơm. Thì làm ra hạt cà phê thì hương hoa rồi là vị trái cây nhiều, ngọt có cả vị chua. Thì cái gu uống cà phê của người Việt mình ấy, quen uống kiểu đậm đặc rồi đặc chát, thế là chưa quen với cái vị hương hoa ngọt đấy. À. Nhưng mà Tây ấy, rồi là những cái người mà người ta uống gọi là cà phê đặc sản, người ta sành bây giờ thì người ta lại thích như thế. À. Uống cà phê mà có cả vị hương hoa, vị các cái vị. Ở đây có cái đó chưa? Có, chưa. Có một cây cà phê mít ở ngay trước cửa luôn. Thì mình sẽ từ cây đó mình nhân giống ra, từ cái quả chín mình ươm ra, nó rất là dễ. Nào, đợi xuống coi cây. Cây cà phê mít nhỏ. Đây là cây cà phê mít này hả? Xem có quả chín. Ở đây có quả chín đây. Ủa cái này là nó bị hư hay là trái nó mới ra vậy? Cái cây này nó ra muộn. Nó ra trái đây muộn. Đây cái trái này. Trái nhỏ vậy hả? Trái đó là nó cũng chưa chín lắm, chưa to hẳn. Cắn được hả? Ừ, ăn thử hết. Không biết là trái nó ngọt chưa? Chát quá. Chát quá trời. Đó nhưng mà hình dung đấy, cái cây mình dùng cây là lá to, lá mít này, nó chín muộn hơn cà phê thường kia. Nó mùa mưa nó mới bắt đầu chín. Mùa mưa bắt đầu ra hoa. Mấy kia là mùa khô và ra hoa. Cà phê mít à? Lá giống lá mít thôi. Là mít và cao to 5-6 mét như cái mít luôn, rất khó hái nhưng mà trái chất lượng. Được mình trong những cái hội nhóm uống cà phê ấy, bây giờ người ta bán là 950.000 một ký. 950.000 một ký đang. Tương lai tính nào phát triển cái này hả? Tương lai phát triển cái này thì cứ từ đi cái quả thôi, mình ươm mà thôi. Để mà 5-7 năm sau. Ở đây đó. Tổng mua ở đây là bao nhiêu hết Tuấn Anh? Đâu. Có đó, bao nhiêu xào? 4-7 thôi. 4-7 quên. Mình cứ quen theo bên bên chỗ mình đất đây, rẻ đây mình tính hết. Cố nhà cũ. Cố nhà cũ thì dư hả? Ừ. Cố còn dư đó thì sau này sẽ đóng chuồng trại các kiểu để cố kiểu trước người ta làm nhà người ta phân ra thành các phòng, nhưng mà mình muốn để cái nhà nó rộng nó thoáng thì còn dư gỗ này. Đây, ok. Cái bồn rửa này cũng là bồn rửa mình thấy người ta vứt đi, rửa cũ. Nhưng mà mình thấy nó không hề sức mẻ gì thì mình xin nhặt về cho mình từ đấy gỗ cũ này mình đóng lên thành cái chân vàng rửa mặt này. Mấy hôm nữa có nước rồi thì sẽ bắt vòi ống ở đây dùng bình thường, cái này ra mua 1 triệu. Đây là khu vực vệ sinh thì có cái bồn này để pha nước nóng vô đây. Pha nước nóng vô hả? Sao mình không lắp năng lượng mặt trời luôn đúng chị? Chưa có tiền. Giờ làm cái năng lượng mặt trời cũng mang mua đây 6-7 triệu rồi, không có tiền nữa thôi. Rừng thì sẵn củi thì cứ đun nước nóng rồi đổ tạm vô đây, thò một cái vòi nước vào trong thùng tắm này để bạn gái tự tắm cho đỡ lạnh. Đây tắm đây. Còn bên này là toilet. Toilet thì mình làm toilet khô, nghĩa là mình không xả thải vào nguồn nước. Đấy, có cái các bồn cầu này cũng mua là 80.000. Đó, xong đó thì mình có cái xô này. Xô này thì mình sẽ đổ cưa ở đây. Nhưng mà mình để giữ cho nó khô thì nó sẽ không có mùi. Cứ một cưa xong mình đi về đây xong mình đổ một cưa lên trên. Đó, sau khi mà nó đầy ấy. Sao mình thấy cái này quen quen ở đâu ta? À, nhớ rồi. Ở bên kia cũng một ông đấy. Ở bên Đơn Dương ông cũng làm cái gì mà dùng trấu. Đúng rồi, trấu cũng được. Tại vì mà ông làm nguyên một cái hầm to lắm. Đúng rồi. Nghĩa là loài người mình là cái loài duy nhất ở trên cạn mà lại đi vệ sinh xả thải nguồn nước. Mới biết 75-80% cơ thể là nước đúng không? Nước rất là quan trọng với sự sống, mình xả thải rồi rồi mình dùng đủ các chất hóa học vào nước, sau đó mình lại lấy cái nước đó ở sông hồ để mình lọc mình uống đúng không? Cái vòng tuần hoàn đấy càng ngày cái lượng độc tố càng tăng lên. Đó, nếu mình làm như này mình ăn vào những cái chất bổ dưỡng nhất đúng không? Phân của mình cũng là chất lượng nhất. Mình dùng được cái đấy nó sẽ thành phần bón chất lượng nhất. À. Thì khi mà đầy cái xô đó thì mình sẽ đai đổ vào cái thùng kia. Có hai cái thùng như vậy, phải đang để đằng trước. Okay. Sau khi đổ vô thùng đó thì mình sẽ phun chế phẩm sinh học. Chế phẩm sinh học. Chế phẩm vi sinh ấy, để cho nó thúc đẩy cái quá trình phân hủy. Phân hủy trong đó nóng, phủ kín đủ nóng thì nhiệt độ khoảng 80 độ nó sẽ làm chết những con vi trùng và trứng dung như các thứ. Và sau khoảng 6 tháng thì đem ra bón được. Đó thì mình có hai thùng, cứ đầy một thùng là 6 tháng là dùng thùng kia. Để hai thùng đó ngay đây. Các bạn thấy không? Hầu như là trong tay không đồng đi về Lâm Đồng phải không? Không đồng đi về Lâm Đồng. Đúng là một anh tài chính này ghê quá. Tài chính ngân hàng các bạn. Đó cái bồn này cũng là bồn cũ. Thì mua có 200.000 thôi, một
cối. Thì mình về mình bắt vô một cái vòi. Để ở đây thì mình sẽ ủ những cái rác thải sinh hoạt đấy. À, rác thải rác nó có phải phân hủy được đúng không? Cho hết vô đây. Tôi cũng phun chế phẩm vi sinh. Thì hàng ngày mình sẽ hứng cái nước rỉ, rỉ của rác ấy. Để ở đây và mình sẽ để tưới bón cây rất là tốt cho cây. Tốt cho cây. Cần bắt một cái vòi vô đây và để trong buộc một cái lưới thôi. Lưới lỏng ha. Mở ra đây. Cái nước rỉ của rác á hả? Có nghĩa là khu nhà mình, khu vườn mình là không có chất thải. Tất cả chất thải là đều được xử lý hết. Không có chất thải đều sử dụng bằng chế phẩm sinh học đúng không? Chất thải rác hàng ngày rồi là chất thải của phân người là đều xử lý hết. Chúc ông làm thành công nha. Vài năm sau thì tôi sẽ ghé thăm lần nữa ha, để coi cái mình vườn mình sau mấy năm như thế nào. Đây, hiện tại này, lấy ở đây được bao lâu? Lấy cái đất này được bao lâu rồi? Được khoảng hơn tháng rồi. Hơn tháng đấy, tất cả công trình về nhà, về cửa. Tài trắng đó các bạn ơi, tài trắng mà về đây giờ sử dụng tiền bảo hiểm không mà gà đi khô máu luôn, rút hết bảo hiểm để làm như thế này đây. Không phải chỉ có hai vợ chồng mình hôm nay mình gặp không thêm có tiền mua cột sắt hay là đổ trụ bê tông gì cả mà bắt luôn vào cái cây ốc vào cái cây cà phê vít đinh vào cây cà phê và căng dây cái vai như này thì mục đích là để ngăn châu bò người ta thả vô đây để dẫm đạp lên những cái cây, cây bơ cây mình mới trồng đó. Bơ 3x4 hay bơ gì vậy? Bơ sáp thường sáp là mình xin được. Bây giờ đang chưa có tiền nên là ai có cây gì lân la xin. Ai cho cây gì trồng cái đó không? Rồi cứ mỗi tháng mua một ít giống thôi chứ còn tiền thì cũng chưa có. Chỉ hiện tại cuộc sống đang nhờ vào cái tiền trợ cấp thất nghiệp thôi đúng không? Trợ cấp thất nghiệp thôi. Khổ ghê chưa? Sao đi làm tài chính lương mấy chục triệu một tháng mà không chịu làm? Lương bao nhiêu? Trước Tết của mình là 30 triệu. 30 triệu. 30 triệu một tháng các bạn. Mà bỏ về đây hiện tại giờ đói luôn. Đói chưa? Wow, chắc còn ngon mà lương bảo hiểm chắc cao mà. Ủa bảo hiểm cỡ nào nó cũng tối đa là 7 triệu đúng không? Không. Mà được có 6 tháng thôi. Ủa? Một năm chứ? Một năm á? Ừ. Ủa? Ừ, 6 tháng, tối đa 1 năm chứ. Ông nhận cái này được bao nhiêu tháng rồi? Mình nhận được 3-4 tháng nữa à. Vậy còn lâu còn bằng. Rồi, cảm ơn. Được rồi, để đi. Rồi, nước đây đang rồi, ngất mưa rồi về. Ok. Đây, căn nhà của anh Tuấn Anh đây mà. Cái nhà này nguyên bản thì không có cái cửa thoáng này, họ đóng kín hết. Mình... sao làm giống như cái quầy bán đồ quá vậy? Đấy mình rất là thích cái đồi thông này, đấy, mình mới làm cái cửa sổ kết hợp là cái bàn luôn. Đấy. Ôi gì mình khi nào có ấy mình đó. Làm kính luôn ha, làm một kính ha. Kính để cho nó. Tốt, tuy là tốt rồi nhưng mà thứ nhất là vận chuyển vô đây nó cũng rất là khó, dễ vỡ. Đường đi mà... nó khó hơn là đèo. Và để kiếm ở đây thì không an toàn nữa, thì người ta đi ra đi vô người ta có thể phá cái nhìn thấy cái đồ trong nhà phá thì mình. Nghe cái đồi thông rất là đẹp. Tại điện thoại nó dở quá nên quay không được. Thì cái này đóng vô là bàn, mở ra là cửa. Cửa dùng cái xích này thì mình có thể chỉnh được cái mức. Đó, cái mức ngả ra, để ngả góc như này hoặc là ngả ra hẳn. Ví dụ mình, ngả ra hẳn thì nó là một cái bàn. Chàng, anh ngồi đây ăn, nhận là uống phê, cắm rồi không. Các cái góc khác thì được bịt nhưng mà cái mặt này nó quay ra đồi thông và nó kín đáo sợ ai nhìn. Anh chàng này là sinh năm 86 nha các bạn. Các bạn kia không bỏ phố về rừng đấy. Đó, nhà này nó xưa. Cái này đúng. Một năm một thợ nữa là từ vận chuyển nó dỡ lắp đặt. Thôi, mến chào các bạn nha. Vài năm sau nữa mình sẽ ghé thăm Tuấn Anh. Vài năm sau là sẽ phát triển thật tốt nha. Đó.